Xin chào anh em nha. Nha Hoàng lên sóng cho anh em mình chiếc xe quay 50 con khối không cần bằng lái nha anh em. Xe giọng mới từ trong ra ngoài hết anh em ạ. Áo mới ha. Mình dọn dán 110 nha anh em, mà xe thì xe 50 con khối nha. Máy cũng đã làm mạnh lên như 100 luôn nha anh em. Áo mới thì không có lỗi rồi nha. Xe này mang biển số 67PA4140. LED sau là LED Audi luôn nè anh em. Xe máy đang nổ nè, máy thì thầm ấm im nha. Bình đề mới luôn. Yên hai phần luôn nha anh em. Bao vai cầm thay mới nè, cả thắng thay mới, gùi nóc mới thay luôn nha. LED trước LED sau luôn nha anh em, LED đổi màu luôn nha. Anh em không thích màu trắng thì mình bấm cái nút copper nè là nó sẽ chuyển màu nha. Đó. Màu vàng có nè, màu xanh dương có nè, đó, màu tím tím có nè ha, màu trắng có nè ha, đủ thứ màu luôn. Đèn tin dần bạc là sơn mới hết nha anh em. Dàn cam thay mới nha. Máy sạch sẽ nha anh em, âm im. Sơn xi đồ đẹp hết nha anh em ơi. Cục này mới ha, ốc sên mới luôn. Dành trước dành sau là thao mới nha nè. Vỏ gai còn rất là dày nha. Bồ thao mới luôn nè anh em ơi. Bình xăng Alpha luôn nha nè. Bình xăng Alpha luôn ha. Bên trong nội thất thì cũng đẹp nha, yên hai tầng luôn ha. Nói chung làm từ trong ra ngoài hết. Đồng hồ thay mới luôn, chưa bóc siêu nha nè. Còn miếng ni lông bên ngoài luôn ha, rất là đẹp. Xe chạy rất là mạnh nha anh em. Nói chung là xe làm máy mạnh rồi ha. Quay 50. Dọn dán 110, dán tem 50 luôn. Quay thái 50 ha. Tem này chỉ có hàng hoàng đặc riêng ha. Trời đang mưa lâm râm anh em ạ. Rồi anh em nào có nhu cầu muốn mua sử dụng cái alo với mình ha. Xe này mình bán giá là 10 triệu 900 ngàn nha anh em. 10 triệu 900 ngàn. Cửa hàng hoàn gần cổng sau khu công nghiệp Bình Hòa, Châu Thành, An Giang nha anh em. Có hỗ trợ sang tên, hỗ trợ trả góp cho anh em qua ngân hàng nha. Rồi xin chào anh em, hẹn gặp anh em mình ở video tiếp theo nha anh em. Xin chào và hẹn gặp lại.